Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại Zalo 0962 292244. Và hôm nay mình làm cái clip này là muốn giới thiệu cho các bạn tất tần tật từ A đến Z các bạn nhé, gồm những cái bước cài đặt ra sao, cài đặt như thế nào này, cách cài đặt lưu vào thẻ nhớ ra sao, và đặc biệt là cách xem từ xa như thế nào. Nói chung là trong cái video này là mình sẽ là giới thiệu hết cho các bạn tất tần tật từ A đến Z. Mình đã có rất là nhiều những cái video khác nữa rồi, nhưng mà nhiều bạn là chưa tìm hiểu cũng như là bảo là anh ơi làm thêm một cái video nữa là giới thiệu kỹ càng hơn, chi tiết hơn, thì là hôm nay là rảnh hơn một chút là mình là tranh thủ quay cho các bạn một cái đoạn clip này, là muốn giới thiệu cho các bạn tất tần tật từ A đến Z, kể cả những người mới tìm hiểu về dòng sản phẩm này là xem video này là sẽ là biết cài đặt luôn các bạn nhé. Với cái dòng đầu tiên mình muốn nói là với cái dòng camera ngụy trang ổ cắm điện dạng âm tường như thế này, về kích thước của nó là y hệt như một cái ổ cắm điện thông thường trong nhà các bạn nhé. Các bạn mua đủ điện về các bạn lắp ở trong nhà chôn vào tường như thế nào thì cái ổ điện này là y hệt như vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chiếc camera được giấu vào đây sẽ giúp cho các bạn hoàn toàn có thể là linh động di chuyển ở nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà của các bạn, cũng như là các bạn giấu cực kỳ là kín đáo mà không ai có thể nghĩ rằng là chiếc camera được gắn ở trong đây các bạn nhé. Với góc quay của nó cực kỳ là cao, lên tới 170 độ, cũng như là hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 256GB, giúp các bạn lưu trữ dữ liệu được gần một tháng, kể cả những lúc các bạn đi ra ngoài các bạn không xem trực tiếp, về nhà vẫn hoàn toàn có thể là xem được thông qua lưu trữ và thẻ nhớ. Nói chung là nói đến đây thì là ai cũng tò mò, ai cũng thích thú về dòng sản phẩm này. Nói chung là không để mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ là review kỹ càng hơn để giúp các bạn hoàn toàn có thể là cài đặt, kể cả những ai mà chậm về công nghệ các bạn nhé. Chậm về công nghệ xem video này của mình là hoàn toàn biết cách cài đặt, biết cách sử dụng khi mua về các bạn nhé. Khi các bạn mua về, đầu tiên là bên mình sẽ là tặng kèm cho các bạn một tờ giấy hướng dẫn sử dụng gồm 6 bước, từ những cái bước đầu tiên là khi các bạn tải phần mềm đến khi các bạn là kết nối từ xa, cài đặt thành công ở đây các bạn nhé, gồm 6 bước do chính mình viết ra. Video rất là rõ ràng rồi, chi tiết rồi, cộng thêm giấy hướng dẫn sử dụng này thì ai cũng có thể là cài đặt được các bạn nhé. Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB các bạn nhé. Đây là một cái thẻ nhớ 256GB và khi các bạn mua hàng là được tặng kèm một cái thẻ nhớ tối đa là 256GB. Và đây là mình để một cái thẻ demo các bạn nhé. Đấy, một cái thẻ demo. Còn khi các bạn nhận hàng ở đây sẽ là chữ 256GB, cũng như cái thẻ đây là thẻ 256GB các bạn nhé. Cụ thể đây là bởi vì ở đây mình là không có thẻ nên mình là vẫn là demo cho các bạn là biết là mua hàng của bên công ty mình là vẫn nhận được thẻ nhớ, vẫn nhận được giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt các bạn nhé. Đây là chiếc camera ngụy trang ổ cắm điện, dây bên mình tặng kèm cho các bạn nhé. Cái dây này là tặng kèm cho các bạn là dài 1m8. Đấy, dài là 1m8. Còn ngoài ra những bạn nào mà muốn nối dây thì mình có thể là cắt ở đây, ra quán đồ điện mua chục mét, 20m là hoàn toàn là do các bạn linh động. Nói chung là cái này còn phải phụ thuộc theo nhu cầu của các bạn như thế nào, thì mình là làm sao đấu lối cho nó trực tiếp cũng như là đấu lối cho nó thuận tiện cho công việc của mình các bạn nhé. Với cái dòng sản phẩm này có nghĩa là như thế này các bạn nhé, không cần cắm ổ điện, để nguyên như thế này. Dung lượng pin của nó tích ở trong đây là được 10 tiếng, tích sẵn ở trong đây được 10 tiếng rồi các bạn nhé, không cần cắm để như này, quay được 10 tiếng liên tục. Ngoài ra những bạn nào mà muốn cắm điện trực tiếp, khi các bạn cắm cái dây vàng này vào ổ điện này các bạn nhé, thì những cái thiết bị khác như là cắm quạt, nấu cơm các thứ này, các bạn cắm vào đây sạc điện thoại đây là sử dụng như một ổ điện thông thường các bạn nhé. Ngoài ra nó được gắn thêm mắt camera, nếu mà nhìn qua như thế này thì các bạn cũng không thể nào biết được là mắt camera ở đâu, thì mình sẽ chỉ luôn các bạn nhé. Mắt camera của thiết bị được thiết kế ở chính ở đây các bạn nhé, đấy được thiết kế chính ở đây, mà khi các bạn đặt như thế này thì không ai có thể nhìn được là mắt camera được ngụy trang trong cái ổ cắm điện như thế này các bạn nhé. Và khi mua hàng về các bạn nhé, các bạn cậy cái lẫy này ra, đấy ở dưới này có cái lẫy này, các bạn cậy cái lẫy này ra giúp mình. Khi các bạn cậy cái lẫy này ra thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy thứ nhất là khe cắm thẻ nhớ, thứ hai là công tắc bật tắt nguồn ở đây nhá. Đây các bạn nhìn này, đấy công tắc bật tắt nguồn ở đây là nút reset. Reset ở đây có nghĩa là những thiết bị nào các bạn dùng 5 bữa nửa tháng, hay là những bạn nào dùng cả năm, nhiều lúc bị đơ, hay là nhà nào hay mất điện quá, đấy thì mình hoàn toàn thể là reset lại để làm mới thiết bị là đều ok hết các bạn nhé. Còn những bạn nào bảo là em ơi nhà anh thì là cái ổ điện này nó chôn vào tường rồi, đấy bây giờ anh chỉ cần muốn lấy cái mặt này ra thôi, thì các bạn hoàn toàn thể là tháo hai con ốc này ra này, đấy các bạn lấy mỗi cái mặt này ra thôi các bạn, còn cái âm tường này chôn này thì các bạn bỏ đi, các bạn lấy cái âm tường nhà các bạn, còn cái này các bạn úp cái này vào thôi là ok là xong các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ là hướng dẫn các bạn là cách sử dụng đầu tiên các bạn nhé. Đầu tiên ở đây là mình sẽ là bật cái công tắc lên on các bạn nhé. Công tắc ở đây này, mình sẽ đưa gần cho các bạn nhìn này, công tắc ở đây các bạn nhé, nhìn này, đấy các bạn đẩy công tắc lên on này, đây mình sẽ lấy các bạn nhé, đây ở đây nó hơi thụt xuống một tí này các bạn nhìn, đấy đẩy công tắc lên on thì các bạn nhìn thấy không, đèn xanh đèn đỏ lên sáng lên này, đấy đèn xanh đèn đỏ, cái công tắc này đen đen đây các bạn nhé, gạt về phía chân sạc đấy.
là đèn xanh đèn đỏ sáng lên, có nghĩa là thiết bị này đã bắt đầu hoạt động các bạn nhé. Như lúc nãy mình nói với các bạn nhé, đây mình sẽ đậy vào mình cắm thẻ nhớ luôn các bạn nhé. Cách cắm thẻ nhớ rất là đơn giản thôi, nhiều bạn cũng không biết là chiều cắm như thế nào cho nó đúng các bạn nhé. Tưởng chừng là đơn giản thôi nhưng mà không phải ai cũng biết đâu, nên mình sẽ là giới thiệu luôn. Thẻ nhớ sẽ có hai mặt này các bạn nhìn này, một mặt chữ này và một mặt lá đồng này các bạn nhé. Thì các bạn úp cái mặt lá đồng này, úp mặt lá đồng xuống dưới này các bạn nhé, và mặt chữ lên trên này. Đấy, các bạn cắm ở đây, các bạn cắm sâu nó vào các bạn nhé. Đây nhìn này, đấy kêu tách và giữ thẻ nhớ. Đây là bước cắm thẻ nhớ xong là đã nhận thẻ nhớ. Bây giờ các bạn úp cái lắp này lại các bạn nhé. Đấy, úp cái lắp này lại thì không thể nào biết được là ở trong đây được gắn một chiếc cắp mắt camera các bạn nhé. Thì như lúc nãy mình nói với các bạn rồi, để như này đã sử dụng được luôn rồi các bạn nhé. Đấy, và bây giờ những bạn nào mà muốn cắm sạc hay là cắm quạt các thứ nấu cơm thì bạn phải cắm cái ổ điện này này vào cái nguồn điện các bạn nhé, vào nguồn điện 220. Đây mình cắm luôn này. Đấy, vào nguồn điện 220 như này các bạn nhé. Và nguồn điện 220 này thì các bạn hoàn toàn có thể ở đây là sạc điện thoại luôn các bạn nhé. Mình sẽ là sạc điện thoại cho các bạn luôn này. Đây, cắm vào đây này, các bạn sạc điện thoại luôn, nhìn nhá các bạn nhá. Đấy các bạn nhá, cắm quạt, nấu cơm, sạc điện thoại là ok, thoải mái luôn. Đây là mình đang thử cắm sạc các bạn nhá. Còn đây mình sẽ rút ra cho đỡ vướng. Còn ngoài ra là cắm điện trực tiếp như thế này, là thứ nhất là sử dụng như một ổ điện thông thường, thứ hai là nó sạc trực tiếp cho quả pin. Đây là các bạn dùng 24/24 luôn các bạn nhá. Đấy, còn tất nhiên nói thật với các bạn là mua ổ điện về là chả ai để không như này cả. Bởi vì để không như này thì mọi người nghĩ sẽ không sử dụng được. Còn ai cũng sẽ cắm cái đuôi điện là cái phích cắm này vào cái nguồn điện để là cắm quạt nấu cơm cái thứ đấy các bạn nhé. Đây là vừa xong là mình đã là sử dụng ổ điện thông thường rồi. Bây giờ quan trọng nhất là những cái bước cài đặt như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một cái điện thoại smartphone thông minh, điện thoại cảm ứng các bạn nhé, điện thoại màu đấy. Là những ai mà sử dụng iPhone như mình thì các bạn vào cửa hàng App Store các bạn nhé. Còn những ai mà sử dụng Huawei, Oppo, Samsung, Xiaomi đấy thì vào CF đây. Các bạn App Store, các bạn tải phần mềm giúp mình này. Tải phần mềm ở đây thì là như cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng mình hướng dẫn đây các bạn nhé. Phần mềm của nó đây là HD này, Wi-Fi Cam Pro này. Đấy, HD Wi-Fi Cam Pro các bạn nhé. Đấy, các bạn tải phần mềm này về. Đấy, phần mềm này là phải viết liền các bạn nhé. Đấy, đây là mình đã tải sẵn rồi, có chữ mở đây các bạn nhé. Là sau khi tải về là trên giao diện điện thoại nó có cái biểu tượng là HD Wi-Fi Cam Pro như thế này các bạn nhé. Đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai là sau khi tải về rồi, các bạn vào phần cài đặt tìm Wi-Fi của điện thoại này. Đấy, vào cài đặt tìm Wi-Fi của điện thoại, các bạn vào mục Wi-Fi này. Đấy, thì bây giờ chiếc cam này sẽ phát ra một cái mã Wi-Fi là DGK các bạn nhé. Thì các bạn sẽ phải kết nối với cái mã Wi-Fi của nó là DGK, là bước thứ hai. Nói chung là các bạn làm như mình, phải làm đúng như mình các bạn nhé. Mình nhấn mạnh là phải làm đúng, làm tuần tự các bước thì ai cũng có thể là sử dụng được, ai cũng có thể là cài đặt được. Nhiều bạn nhé, đây nhá, đây là sau khi kết nối xong thì là mình không nói rồi. Nhiều bạn nhé, tải phần mềm về vào luôn, trả kết nối với mạng Wi-Fi này thì làm sao mà dùng được các bạn nhé. Đấy, sau khi kết nối rồi thì các bạn mới vào lại phần mềm, là bước thứ ba. Mình cứ làm chậm nhưng mà làm chắc các bạn nhé, làm đúng theo quy luật là ai cũng cài đặt được. Bây giờ những bạn nào muốn xem thì chấm thẳng vào đây. Đấy, chấm thẳng vào đây là để xem online luôn các bạn nhé. Đây là mình chưa hề cắm điện các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa, chưa hề cắm điện, là pin tích ở đây sử dụng được 10 tiếng các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn thấy không, đây nhá các bạn nhá. Đây là mới là độ phân giải 2K thôi các bạn nhìn này. Mình hoàn toàn thể là tăng lên 4K này các bạn nhá, cũng như là hoàn toàn thể là giảm 720, độ phân giải của nó từ 720 đến 4K các bạn nhá. Thì như lúc nãy là mình quên, mình chưa nói các chức năng đấy, để khi những bạn nào mà xem video là sẽ biết là à cái ổ điện này có những chức năng gì, có những ưu điểm gì, thì mình sẽ là luôn luôn tóm tắt cho các bạn trước các bạn nhá. Đây đầu tiên là mình nói qua này, camera ngụy trang, ổ cắm điện âm tường. Thứ nhất là sử dụng như một chiếc ổ điện thông thường, là vừa xong là cắm sạc nấu cơm có thấy là như một ổ điện thông thường rồi. Thứ hai là sử dụng phần mềm mới là HD Wi-Fi Cam Pro, xem từ xa siêu LED là vừa xong mình cũng đã hướng dẫn rồi các bạn nhá. Độ phân giải 4K siêu LED thì cũng là hướng dẫn rồi. Đấy, góc quay là 170 độ cực kỳ là rộng, giúp bạn hoàn toàn thể là bao quát những góc quay rộng nhất. Có nghĩa là ví dụ các bạn đặt như thế này, nhà các bạn chiều rộng nhá, đây là mình ví dụ nhá, nhà các bạn chiều rộng là tầm 7 đến 8 mét hoặc 9 mét là nó sẽ là nhìn được hết. Tất nhiên là cái khoảng cách từ mắt cam này đến cái điểm nhìn, nó nhìn tầm 50 mét đổ lại là nhìn rõ ràng sát nét. Còn tất nhiên là càng xa là càng mờ rồi các bạn nhá. Về cái dòng ổ điện này rất là ưu điểm như là như vậy. Tiếp tới là xem được từ xa, không giới hạn khoảng cách, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần điện thoại có 3G, 4G Wi-Fi, có nghĩa là cái ổ điện các bạn để ở nhà và điện thoại của các bạn này đi công tác
các thứ, đi chơi các thứ là chỉ cần có 3G là các bạn đi mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc là vẫn giám sát được, rất là hay các bạn nhé. Tiếp tới ở đây là hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 256GB là vừa xong, mình cắm ở đây là các bạn nhìn thấy rồi các bạn nhé. Dung lượng pin của máy được 10 tiếng. Ngoài ra muốn sử dụng lâu có thể cắm điện trực tiếp để sử dụng 24/24, vừa sạc điện thoại, nấu cơm, cắm quạt. Nói chung là cắm máy tính, cắm cái gì thì cắm, có nghĩa là cứ cung cấp nguồn điện cho những cái đồ thiết bị khác để nó hoạt động được, thì là ổ điện này là sử dụng như một ổ điện thông thường các bạn nhé. Tiếp tới đây là có cảnh báo chuyển động vật qua lại, có nghĩa là các bạn đặt ở nhà, các bạn trong phòng ngủ, ngày hôm nay là vợ chồng đi làm hết không có ai vào, nó sẽ là không lưu lại cũng không báo lại, bởi vì có cái gì đâu mà lưu. Còn tất nhiên là khi có người ra vào lấy quần lấy áo hay là lấy đồ gì trong phòng, nó sẽ lưu lại để các bạn biết là à giờ này có người vào, à giờ này có người kia. Đấy là các bạn hoàn toàn có thể là vừa tiết kiệm được cái dung lượng lưu và thẻ nhớ để lưu được lâu hơn, thứ hai là các bạn là quản lý nó dễ hơn. Đấy, rất là hay các bạn nhé. Tiếp tới đây là khi quay là có cả hình cả tiếng rõ ràng, âm thanh chuẩn này, đặc biệt là phần mềm mới xem từ xa cực kỳ ổn định và không hề có lỗi lầm gì cả. Tí nữa mình sẽ test cho bạn cái xem từ xa luôn các bạn nhé. Đây là sản phẩm phân phối độc quyền bởi công ty, cũng như là những cái hàng này là bên mình bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm cho khách. Và đây là mình đã tổng hợp tất cả các chức năng của chiếc camera ngụy trang ủ cắm điện dạng âm tường các bạn nhé, để các bạn là những bạn nào mà muốn tìm hiểu hoàn toàn có thể là dừng lại màn hình đấy để chụp lại cái này, là mình đọc từng những cái thông tin này kỹ hơn. Hoặc là những bạn nào mà cần tư vấn mua hàng thì alo trực tiếp với mình qua cái số điện thoại ở đây là 0962 292244 các bạn nhé. Và bây giờ quay trở lại phần cài đặt các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở lại máy này, và bây giờ quay trở lại phần cài đặt và vào phần HD Wi-Fi Cam Pro này các bạn nhé, để mình hướng dẫn các bạn là chi tiết từ A đến Z các bạn nhé. Đây là mình vào lại này, chấm thẳng vào đây là để vào xem luôn này các bạn nhìn nhá. Đây là mình đang để độ phân giải của nó đây là 2K các bạn nhé, xem siêu LED luôn. Đấy các bạn thấy không? Rất là rõ ràng sắc LED các bạn nhé. Đấy. Ở đây nó có những cái biểu tượng này, độ phân giải mình chỉnh cho các bạn rồi nhé. Đây mình sẽ để cái ổ điện xuống dưới này. Ở đây này, những bạn nào muốn bật bật hồng ngoại này các bạn nhé. Đây là Close này, Open, Open là bật hồng ngoại. Bật hồng ngoại thì sẽ trở thành cái màu đen trắng thôi các bạn nhé. Còn đây là Close là tắt đi, hồng ngoại là bật lên nó sẽ trở thành màu đen trắng thôi. Ban đêm hỗ trợ hồng ngoại thì chỉ có đen trắng thôi các bạn nhé. Còn cái đèn ở đây này, cái đèn vừa xong ở đây là các bạn tắt được thông qua cái biểu tượng ở đây. Nói chung là đậy vào nó kín hết rồi nên cái đấy các bạn cũng không cần quan tâm đâu. Còn hai cái biểu tượng ở góc trên cùng là cháo màn hình này, ví dụ trái qua phải này các bạn nhìn nhá, nhìn nhá, phải qua trái này, đấy, trái qua phải này, phải qua trái này, đúng không? Dưới xuống trên này, trên xuống dưới này, đấy, nói chung hai cái này đã đảo ngược lại màn hình. Đây là hiển thị cái phần trăm còn pin các bạn nhé. Những bạn nào muốn to màn hình thì mình ấn vào đây, đấy, to màn hình vào đây. Còn những bạn nào mà muốn chụp hình này, ví dụ ở đây chụp hình này, ấn vào chữ photo này, chụp một bức này, chụp một bức này. Còn những bạn nào muốn quay video có tiếng thì các bạn ấn vào biểu tượng loa này lên này, ấn video, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn các bạn nhé. Đấy, đây là mình đang bật hồng ngoại, mình sẽ tắt hồng ngoại đi. Tắt hồng ngoại đi để cho nó có màu nó đẹp các bạn nhé. Đấy. Rất là rõ ràng sắc nét các bạn nhé. Độ phân giải theo 4K xem siêu nét luôn. Đấy, mình sẽ lưu lại này. Đấy. Nói chung là đơn giản nó chỉ có vậy thôi, sử dụng thì đơn giản lắm các bạn nhé. Mình tắt loa đi cho nó đỡ gần nhau, đỡ xung các bạn nhé. Đây là vừa xong mình đã hướng dẫn các bạn đây, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn này, không có độ trễ các bạn nhé. Đây, tay mình rung như nào nó rung thế này. Các thấy không? Người đi lại là rất là nhạy các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ bách ra này. Vừa xong thì là nhiều bác bảo là ừ, tôi thấy là anh là hướng dẫn là chụp hình quay phim rồi, nhưng bây giờ là vấn đề là xem ở đâu cũng như là cài đặt xem từ xa như thế nào thì phải vào như thế nào. Thì các bạn chú ý giúp mình là vào khi các bạn bách trở lại một bước như thế này các bạn nhé. Các bạn vào hình, ở đây có biểu tượng máy ảnh này. Đấy, ở đây máy ảnh đây nó sẽ có những cái hình đây, hình ảnh các bạn chụp đây các bạn nhé. Đấy là hình ảnh các bạn chụp các bạn nhé. Còn những bạn nào muốn xem video thì ấn bên cạnh có biểu tượng là tròn tròn xoay xoay video đây, thì lại hoàn toàn có thể là xem video được. Đấy các bạn nhé. Tiếng là ngon lành luôn các bạn nhé. Đấy các bạn nhé, gần nhau sẽ bị xung âm thanh. Đây mình sẽ back lại này. Đây, back lại một cái này. Đấy, là vừa xong là hướng dẫn là chụp hình quay phim, xem ở đâu, ở lại ở đâu, xem video ở đâu, hình ảnh ở đâu rồi các bạn nhé. Đây là cái mục chuông cảnh báo này. Các bạn bật lên là chụp hình chuông cảnh báo ở đây các bạn nhé. Còn những bạn nào mà muốn cài đặt xem từ xa thì phải làm như thế nào? Thì các bạn vào hình bánh răng này giúp mình này.
bánh răng này giúp mình này. Đấy, ở đây có rất là nhiều mục này, các bạn để ý này. Cài đặt user setting là cài đặt biểu tượng cái khóa này, là cài đặt mật khẩu này. Cài đặt time setting là cài đặt thời gian này. Cài đặt alarm setting là cài đặt cảnh báo chuyển động. Nói chung là những bạn nào dùng những cái cam to gia đình rồi ấy, thì các bạn nhìn cái mục alarm setting là biết ngay các bạn nhé. Mục SD setting này là cài đặt thẻ nhớ này. Các bạn muốn cài đặt thẻ nhớ thì ấn vào đây. Đây mình đang cắm cái thẻ 256GB các bạn nhé. Ở đây ví dụ, ở đây mình sẽ ví dụ cho bạn một con số này. Khi mình xóa đi các bạn nhìn thấy cái chữ MM là Ranger từ 5 đến 30, có nghĩa là khoảng từ 5 phút đến 30 phút, đây mình ghi 30 chẳng hạn các bạn nhé, để mình giải thích cho các bạn thành một cái ví dụ cụ thể hơn các bạn nhé. Ví dụ mình ghi 30 chẳng hạn, có nghĩa là cứ quay 30 phút lưu thành một video, 30 phút lưu thành một video, tức là một tiếng sẽ cắt ra làm hai video và một ngày 24 tiếng sẽ cắt thành 48 video các bạn nhé. Cái này là mình linh động từ 5 phút đến 30 phút, cái này là tùy theo các bạn thôi các bạn nhé. Lưu ở độ phân giải 1080 này. Đấy, cả hình cả tiếng này. Đấy các bạn nhé, sau khi lưu xong thì không được ấn vào chữ SD format này đâu các bạn nhé. SD format này là xóa hết đấy. Các bạn phải kéo lên trên nhìn thấy chữ Save trên này, Save này. Save nó lại lưu lại, có nghĩa là cái bước vừa xong, mục đích của mình là ví dụ trong trường hợp như thế này, mình tắt máy đi, mình đút túi quần, mình đi công chuyện, là cứ 30 phút quay video lưu lại một lần, 30 phút quay video lưu lại một phần lần các bạn nhé, để về xem lại. Đấy là trong trường hợp là lưu vào thẻ nhớ mình tắt đi các bạn nhé. Đấy là trong trường hợp là cài đặt như vậy để là về xem lại được, là xem lại được, là xem lại được ở chỗ đấy các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xem từ xa, thì vẫn vào hình bánh răng ở đây, cài đặt vào chữ Wi-Fi setting. Wi-Fi setting ở đây có nghĩa là bây giờ nó sẽ quét xung quanh nhà các bạn có những cái mạng Wi-Fi nào các bạn nhé. Đây mạng Wi-Fi nhà mình là FPT đây, mình sẽ nhập mạng Wi-Fi nhà mình vào. Đây mình sẽ nhập mạng Wi-Fi nhà mình vào các bạn nhé. Đấy, khi nhập xong các bạn ấn ở đây, xua ở đây, đấy là lập tức là nó sẽ trở về trạng thái như này, và lập tức ở đây có chữ là collecting ở đây, có nghĩa là đang tải các bạn nhé. Sau khi cài đặt như này thì các bạn thoát ra khỏi màn hình chính các bạn, để tầm 1 phút sau các bạn mới vào lại phần mềm là xem được. Có nghĩa là cái bước vừa xong là mình nhằm cái mục đích là cài đặt wifi để là bảo là à, cái wifi FPT là bây giờ là mày là phải nuôi cái ổ điện này, còn điện thoại là của mình, là bây giờ mình có 3G 4G wifi, hay là mình ra quán cà phê mình dùng wifi, hay là đi bất kỳ mọi nơi trên mọi miền tổ quốc là mình vẫn hoàn toàn có thể là quan sát được, giám sát được các bạn nhé. Thì bây giờ mình mới vào lại phần mềm này, lại vào lại phần mềm HD Wi-Fi Cam Pro này các bạn nhé. Đấy, nói chung là cài đặt nó đơn giản thôi. Đấy các bạn nhìn này, nó phải hiển thị ở đây có chữ online màu xanh mới xem được các bạn nhé. Đây, những bạn nào muốn xem thì lại ấn thẳng vào đây thôi, là để xem thôi các bạn nhé. Đấy, rất là mượt mà, không có độ trễ độ lag các bạn nhìn này. Tay mình đây các bạn nhìn nhé. Đấy các bạn thấy không, đây mình để tay đây các bạn nhìn nhé. Đấy, tay mình đưa đâu là nó theo đấy luôn. Đấy, rất là mượt các bạn nhé. Đấy, vừa xong là mình đã hướng dẫn các bạn là cách cài đặt này, lưu vào thẻ nhớ này, cách cài đặt là những cái lúc mình đi ra ngoài thì là về xem lại ra sao này, cũng như là hướng dẫn các bạn là cách chụp hình rồi này, các chức năng ở trên màn hình này, cách lưu video, xem lại video, và đặc biệt là hướng dẫn các bạn là cách xem từ xa. Có nghĩa là cài đặt xem từ xa, mình xem không giới hạn, không phải là ngày nào mình cũng lên chỗ làm, không phải ngày nào mình cũng lên công ty, hoặc là bà giúp việc ở nhà đấy, là mình muốn theo dõi giám sát từ xa xem là bà ấy làm việc như thế nào, cũng như là văn phòng công ty có mất trộm mất cắp, hay là văn phòng xí nghiệp các thứ. Nói chung là rất nhiều mục đích khác nhau ở những cái nơi công trường các kiểu các lứa nữa các bạn nhé. Thì là những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp với mình qua cái số điện thoại ở đây, chính là 0962292244 các bạn nhé. Bên mình dùng cả Facebook, dùng cả Zalo. Thì những bạn nào mà muốn tham khảo nhiều mẫu khác thì cứ alo hoặc là nhắn tin qua Zalo, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho các bạn, và đặc biệt là trực tiếp mình sẽ tư vấn cho các bạn luôn, nên là mình là người bán hàng, mình là người am hiểu, nên có những cái như thế nào là mình sẽ nói rõ với các bạn luôn. Nói thật với các bạn là những ai mà mua những cái đồ này là cần mới mua, chứ không phải là tự nhiên các bạn mua về chơi chơi, nên là khi có những các bạn chỉ cần nói là nhu cầu của các bạn là anh, là nhu cầu của anh A là anh cần thế này thế kia, anh B là thế lọ thế kia, là mình sẽ tư vấn cho các bạn. Thứ nhất là vừa túi tiền, thứ hai là hoàn toàn đáp ứng được cho các bạn là ưu điểm nhất, cũng như là về là sử dụng là được việc nhất các bạn nhé. Những bạn nào mà thấy kênh YouTube của mình hay bổ ích thì hãy đăng ký kênh cho mình một share, một subscribe kênh các bạn nhé, để là người các bạn đăng ký cũng là người đầu tiên nhận những cái video mới nhất từ bên công ty mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.